Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Chúng ta cũng nghe một câu nói quen thuộc trong thị trường chứng khoán đó chính là sell on May and go away à, Thì nhiều bạn gần đây cũng hỏi là Thuận nghĩ sao về cái câu nói này Thật ra đó các bạn có thể dễ dàng google và tìm kiếm những cái thống kê Tại vì các bạn đã thấy được là cái um, câu nói là sell on May and go away Thì ở trong thị trường chứng khoán đó chúng ta nhìn vào dữ liệu lịch sử Thì cho thấy được là cái giai đoạn tăng trưởng liên tục trong 6 tháng tốt nhất Đó chính là từ tháng 11 cho đến tháng 4 của năm sau Do đó có cái câu nói là sell in May và quay trở lại vào tháng 11 Có nghĩa là từ tháng 5 cho đến tháng 10 rồi thị trường chứng khoán thường hay ảm đạm hơn Không có tăng trưởng nhiều và trở lại đầu tư vào tháng 11 sẽ tốt hơn Tại vì tháng 11 đó là chúng ta thì chúng ta bắt đầu có cái sự sôi động đến cuối năm Chúng ta có những cái ngày lễ như là chúng ta nói tới Thanksgiving ở Hoa Kỳ Rồi chúng ta cũng tới ngày lễ là Noel Rồi tới New Year đó là những cái thời điểm mà người ta chi tiêu nhiều cho nên bán vào tháng 5 và trở lại thị trường vào tháng 11 đầu tư đến tháng 4 rồi lại bán tháng 5 rồi trở lại tháng 11 đó là cái câu nói người ta hay lặp lại nhưng mà thật ra đó khi các bạn tìm hiểu những cái thông tin khi mà người ta áp dụng chiến lược này thì uh, sau nhiều năm liên tục đó nó thật sự là không hiệu quả đâu các bạn để cho các bạn thấy được là những cái dữ liệu thống kê giống như chúng ta nói tới đến từ Fidel đi đi đương nhiên thường đang nói tới là thị trường chứng khoán các bạn tại vì cái câu nói này đó là bắt nguồn từ thị trường chứng khoán thì chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 1990 cho tới bây giờ thì chúng ta nhìn vào chỉ số lớn ở Hoa Kỳ đó là chỉ số chứng khoán S&P 500 thì cho dù là chúng ta nghĩ là từ tháng 5 tới tháng 10 đó cái sự tăng trưởng nó không bằng từ tháng 11 tới tháng 4 nếu như mà tính trung bình chúng ta tính từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm năm thì trung bình có sự tăng trưởng là 7% so với lại nếu chúng ta tính trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 đó cái sự tăng trưởng là khoảng 2% mà thôi thì đương nhiên cái sự tăng trưởng từ tháng 11 tháng 4 đó nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với từ tháng 5 tới tháng 10 nhưng mà cái này chúng ta đang nói tới là trung bình qua nhiều năm các bạn không phải là năm nào cũng như vậy có năm chúng ta vẫn đỏ từ tháng 11 tháng 4 và có năm chúng ta vẫn xanh nhiều từ tháng 5 tới tháng 10 nhưng mà các bạn có để ý chúng ta đang nói tới là từ tháng 5 tới tháng 10 cho dù là người ta nghĩ là ảm đạm hơn nhưng mà đối với những người đầu tư dài hạn đó, thì trung bình từ tháng 5 tới tháng 10 họ vẫn có thể có lợi nhuận là khoảng chừng 2% cho bạn có nghĩa là những người đầu tư dài hạn thì tốt nhất là họ đi một chỗ để họ có thể có được cái lợi nhuận 2% này cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu như mà áp dụng cái chiến lược Second Man Go Away dài hạn đó thì có thể là không có hiệu quả tốt đâu. Đó là đối với thị trường chứng khoán các bạn, các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin để hiểu rõ hơn. Chứ nếu như mà có hiệu quả đó thì tháng 5 người ta đã bán hết được các bạn và mọi người chờ đợi tháng 11. Nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Còn mà crypto thì sao các bạn? Crypto chúng ta có áp dụng cái chiến lược này được hay là không? Thì cũng đơn giản thôi các bạn có thể nhìn ở trên màn hình đó, các bạn thấy được đây là cái thống kê kể từ năm 2013 tới bây giờ và mỗi một cái khung này là một tháng và bên trên này các bạn thì được là để từ tháng 1 cho đến tháng 12 và ở bên tay trái đó là từ năm 2013 tới năm 2024 thì các bạn nhìn thấy được là ở bên dưới này đã có cái cột gọi là average có nghĩa là trung bình thì các bạn có thể nhìn ở trên màn hình thì trung bình như thế nào nếu chúng ta tính vào tháng 5 đi thì đúng là các bạn nhìn thấy được là sau tháng 5 đến tháng 6 thì chúng ta hầu như là 50 50 các bạn chúng ta nhìn thấy được là có những năm liên tục giống như là từ năm 2014 tới năm 2017 đó là 4 năm liên tục tháng 6 đều là màu xanh nhưng mà từ năm 2018 tới bây giờ thì chúng ta nhìn thấy được là có nhiều màu đỏ hơn. Giống như là năm 2018, 20, 21, 22 đều là những tháng mà tháng 6 rất là đỏ. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn tiếp tục đi. Tháng 7 thì sao, tháng 8 thì sao và tháng 9 thì sao. Tháng 9 là một tháng mà trung bình là tệ nhất các bạn. Trung bình là chúng ta có cái sự giảm giá là khoảng chừng 4.78% tùy theo năm giống như là năm 2022 đó thì chỉ giảm có 3% mà thôi nhưng mà ngược lại đó chúng ta nhìn vào năm 2019 thì giảm tới 13% nhưng mà chúng ta có thể nhìn ở bên dưới này đó thì trung bình chúng ta nhìn vào tháng 6 đó thì trung bình là tăng 0.25% có nghĩa là cũng không có đáng kể các bạn có năm tăng có năm giảm nhưng mà trung bình là 0.25%. Tháng 7 đó chúng ta vẫn có trung bình có sự tăng trưởng là gần như 8%. Tháng 8 đó chúng ta có sự tăng trưởng trung bình là 2.7% và tháng 9 chúng ta có cái sự giảm trung bình là 4.78%. Nhưng mà tháng 10 đó chúng ta lại có sự tăng trưởng là 22.9% đương nhiên tháng 11, tháng 12 là những tháng mà rất là tốt trong lịch sử. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà các bạn đầu tư từ năm 2013 cho đến bây giờ mà các bạn cứ bán tháng 5 rồi trở lại tháng 11 thì các bạn sẽ mất đi những cái lợi nhuận như là vào tháng 6, tháng 7 rồi chúng ta nói tới tháng 8, tháng 10. Nhưng mà đương nhiên là cái này nó chỉ là áp dụng với Tài liệu lịch sử từ 2013 tới bây giờ mà thôi Đâu có nhiều người đang xem kênh này đầu tư từ lúc đó đâu các bạn Ngay cả bản thân của Thuận nó cũng không có đầu tư Từ lúc năm 2013 Nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào năm ngoái đó Thì sao các bạn, năm ngoái các bạn nhìn thấy được là Sau tháng 5, đó, tháng 6 thì có cái sự tăng trưởng Là 11.98% Tháng 7 thì giảm 4% Tháng 8 đó thì giảm 11.29% Nếu như mà các bạn bán Vào tháng 5 của năm ngoái đó Thì các bạn thì được là tới tháng 8 Các bạn sẽ nhận ra là mình đã có một cái chiến lược tốt nhưng mà ngược lại đó tháng 9 lại có có sự tăng trưởng là phần trăm và tháng 10 có sự tăng trưởng là 28.52% các bạn sẽ không có được cái sự lợi nhuận này thì tùy theo là các bạn nghĩ tương lai ra sao mà thôi đâu ai biết được là từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay sẽ như thế nào đâu các bạn cho nên thường chỉ có thể chia sẻ những cái dữ liệu lịch sử. Đối với Thuận thì thường chỉ đầu tư dài hạn mà thôi. Thuận cũng không có quan tâm nhiều đối với những cái câu nói như là sell and make go away đâu. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.